Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Game 4.2. Rồi thì nói chung là cảm ơn một số bạn giá cao cái video của mình. Nhờ các bạn nói là người con mình chơi mà mình được để thử Nhật Bản, chắc nói được một chút Nhật Bản ha. Rồi nói chung đây cũng là một cái phong cách của kênh mình thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt đâu. Nói chung là cũng có khá nhiều kênh nó giống như vậy, có thể là do cái kênh đó nó không có chính quyền cho các bạn biết thôi, những cái kênh dạng đó nó khá là nhiều. Thì đây là một cách để mà chia sẻ thông tin với nhau thôi, tất nhiên là thông tin mình sai mình nhớ gì để đính chính thì mình xin lỗi các bạn. Nói chung là dẫu sao đây cũng là game mà với đẹp tài liệu cũng như tiền nhiều, chúng ta đọc nhiều quá rồi chúng ta nhầm lẫn tài liệu mình, cái gì đó cũng bình thường. Nếu như cái ông Kenji Maeda tại là ổng không chỉ có tới hai tên nữa, là cái đó là cái điều mà mình nhầm lẫn ổng với một vài cái mình tướng khác á, cũng là cái chuyện mà nó hơi bình thường thôi. Nghĩa là thành ra là khi sai cũng phải chúng ta nhận sai là không có gì phải lấp liếm gì cả. Nói ông này đánh lên hai me mà đấm thấy cũng đánh cũng ngon, mà cái cây của ông bây giờ là cây này cũng bữa gì băng thôi, cứ nghe như là con gáp ấy nhỉ. Ai trời ơi, một pha chơi hai me các bạn chỉnh gì cái đồ hỗ trợ nha, chơi đúng hỗ trợ nha, càng mình thì chết lắm. Ông kia thì xịn là ông nói, nhưng mà tại vì ông đang ngồi như vậy thôi, là tiến tướng rồi. Cặp đôi đúng là cặp đôi, Chí Dũng là Chí Phùng luôn á, Thu Dũng Chí Phùng cái lộn. Ây da, không được, nhưng mà cái mình diễn thủ còn thấp quá. Nãy giờ là mình đang để nộ mình mới ngon thôi. Ông kia mình có cho chiêu bơm máu rồi, nhưng mà ở đây cái bơm máu nó không đủ đô. Chờ để coi mình thắng được dáng này hay không nha. Tại mình chơi lên Nightmare, ông này mới hai không thấy, cũng mới level 21 rồi các bạn. Mình để ổng đi cái này là hơi mạo hiểm. Tại ngay cả một hẳn thường, thằng tướng thường mà nó kém mình đau như vậy rồi, tướng chấm nó kém mình đau cỡ nào rồi. Rồi đây rồi đây vô vô oh yeah, có cái này nó sụp tính nó ra nhiều. Ông này giờ chưa lấy vũ khí siêu nhiều ra nhiều lắm rồi, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn đang được được siêu khá là nhiều các bạn, tại mình cũng chưa lấy mấy con siêu thủ cho ông này nữa, có mà chưa nhiều. Tại nãy điểm đã còn nâng cái tốc độ. Rồi đây, cho ông kia cỡ ngựa ông hỗ trợ rồi, để tránh ông mất máu. Ông tới ngựa là nãy giờ ông cũng mất miếng máu ở dưới hông rồi nha. Kiểu là cỡ ngựa thì nó đứng dưới trên ngon hỏi người, nó chạy tới chạy lui khó bị trúng rồi. Đúng là thùng máu, mình lại đây ăn máu rồi á, thôi chết giờ. Chồng này chơi luôn mà ngại rồi, chết rồi năng lượng chảy nghĩa gì. Ông này tiếc là mình không có con ngựa đúng của ông chọc cởi. Ông này chơi các bạn chơi mấy cái bạn Samurai Warriors kia là nó có đúng ngựa của ông này luôn, khá là đã. Đánh đào thế. Tướng tầm thương này nó quýnh rất là đau nha, nó rất là lì, nó đánh vậy nhưng nó đánh chí mạng luôn, mặc dù nó đánh tương đối chậm. Ông này chơi cái vũ khí đặc trưng đó là cái kích hàng hạnh, nó gần giống như lão bố thì những phương thi họ kích, họ này là cái kích hàng hạnh. Hai ông này thường dùng kích, thành ra là một phần nó đó có lý do tại sao hai ông này là hay được so sánh với nhau là vậy đó luôn. Rồi ok, mới ăn máu vừa xong mà lại hết máu nữa. Rồi xa quá thì phải gọi người tới thôi. Ông này tại mình phần nữa mình nâng đều nữa, thành ra là nó hơi dở chứ. Thằng lính nó bài đặt nhào vô. Qua là mình đang không có lấy cái kia, lấy cánh băng liên tục, không ổng cũng mệt rồi. Từ từ em tới liền đây. Nó đang vô danh đánh thằng cánh tướng của mình, thằng cánh tướng của mình dở nữa. Cánh tướng mà đi mình chứ đó là có mà chết. Con ngựa sao bữa nay thấy nó chạy chậm chậm vậy ta, hay là tại nhân vật của mình nặng quá đây. Rồi đây, rớt xuống.
ta phải chấp nhận bỏ qua chứ rồi hồi quay lại à, đây là chính của phần này luôn mà nào bắt đầu thế. Rồi bật kêu lên được tính đồ lên luôn, đúng rồi. Đây. Rồi đây cứ lướt càng đi, còn hồi mình vô kia mình chơi xong đâu có dùng kêu vội nha các bạn, ai gặp thế gặp tính sợ hết cái nộ rồi mình lại tức thế, nào ngờ vừa đúng lúc đó mình lên chọc luôn chứ. Mấy này nó cũng phải là nó quá mạnh đấy, chỉ đoạn nó phải là quá cao để mình dùng kêu đó, giờ mới dùng kêu nè, từ để nó vô đã, nó đang tập trung đánh đồng kia nữa. Rồi xong trận này là chúng ta lại được chiến đấu bên cạnh Yukimura Sanada nha các bạn, tại lúc này là nhà Uesugi với nhà Takeda là giảng hòa rồi à, lấy được đồ xịn các bạn à, tuy là chưa được lấy được nhiều thứ mình mong muốn lắm mà cũng được rồi. Đây anh em mình đi tiếp nào, mình lấy cái chiêu bơm máu cho ông kia luôn rồi, mặc dù đó là chiêu của bà Nene chứ không phải là chiêu mặc định của mỗi vị tướng có nha các bạn. Ai dạ cũng kinh đấy, nhưng mà thằng này nó dở, hai người ta nó cấp tâm luôn à, thằng kia nó chạy đi cổng bên kia qua này này, cổng mình không lo giữ mà chạy qua cổng gì cả, hai ngọc luôn hên. Cái kia mấy người ta nó cấp tâm tập trung gì hết chỗ rồi tốt biết mấy, nó cũng ảnh hưởng tới cái lực của mình đó nha các bạn. Từ từ cục máu lại qua ngang. Rồi phân thân bóng luôn rồi đây đây, ông này là cứ muốn múa múa vậy là mình không vô được cái chiêu hay của ông là vậy á, ông tránh ông múa là 40-60 độ rồi cái thế của ông rất là khó phá. Thành ra ông này trong một trong là tướng mạnh nhất của cái game mà Samurai Warriors là vậy, mình người ta đánh với ổng lão bố giống nhau là cũng vì cái yếu tố này, là lão bố mình còn đánh hướng hướng như trước chỉ ở trong phần sáu á, tao cũng chiến đấu thì người ta lão bố mới tại cái công kích thôi, xong thương những cái đó là xong thương, nhưng mà về sau qua phần 7 thì cái món nó giao lại cho lão linh khởi. Phần 7 hay phần 8 thì mình không nhớ, mà nói chung lão linh khởi nhìn hấp dẫn lắm, lão linh khởi hay còn gọi là lã cơ đó, con gái lão bố các bạn. Rồi ok để xem nào. Trời ơi chạy màn này nó bắt chạy xa quá, rồi đây à, thì ta chạy kìa bên kia nhảy xuống được, mình không để ý mà thôi kệ, mình cũng chạy nhảy lặn gì vậy, cũng nhảy ra thường là cũng dọa đối phương mà mình không có dọa đâu. Cái cây cái này vừa lửa vừa băng vừa có cả cái may mắn nữa rồi, rồi không dính lửa thì dính băng, không dính lửa thì dính băng thôi, quen rồi thấy quá nó đầm cho mấy cái rồi. Đây cũng còn hơn là mình mạnh, nãy là nâng thủ rồi đó, là nâng hơi ít thôi, hai ngọc luôn, nãy nâng được mấy ngọc rồi. Ông này thì không phải chí tướng là cũng không mỏng lấy thằng, chứ là ông này giờ không phải là trừ nhưng mà kêu lấy đồ mà có gì là phải dùng nhân vật bên kia đi lấy đồ cho ổng chắc được, nếu như mà mình tự tạo á mình kể cái đó cũng chưa cần. Rồi đang ngon mà phải ngồi ngựa đánh đã, coi cái thùng đồ nó nằm đâu thì có hành động cờ đây, ở đây vô dùng trắng thì mình cũng chả yên thân đâu. À đây này thùng gạo đây, thùng gạo đây, nhảy xuống bật nổ lên, à đây đang có nổ rồi, từ từ để đánh chiêu này đã. Rồi trời ơi từ lúc mình lên cấp luôn chứ mới buồn rồi nhớ, tại vì cấp hôm này nó cũng bật chưa hẳn là cao lắm nè, cũng dễ lên chứ là mình đang đánh nè nè mấy nhân được con bút của các bạn có bút kinh nghiệm nữa, ra là mình dễ lên cấp nữa. Rồi xong lấy được tí đồ cũng mừng,
chơi luôn, không cần năng lượng nhiều, không cần phải để dành nữa. Của hai cái thì phải để dành chứ còn một cái thì không cần để dành đâu. Cái là ba cái thì không cần để dành đâu. Bây giờ mấy thằng này cái nhà nó phá thế mà, tại cái đoạn đó nó không đánh bao quá. Rồi đây. Thì bò hay quá. Vũ khí. Cái con gạo đó là để nó lát ra ăn sao. Thôi rồi cho kia đó. Giờ đóng thằng bát tâm này. À có con nhà ở đây nha. Ok. Vũ khí mình rất là chết rồi. Lính chứ mà đánh tướng là nó không hiệu quả lắm. Rồi đây nhào vô cưng, nó nhào vô thật kìa, máu thiệt, đúng là công chúa Ina. Rồi đây nhào vô tiếp, rồi Ina nhảy vô được luôn rồi. Rồi qua ông này cho ông ăn cái thùng gạo đó, ở đâu mất tiêu cái thùng gạo rồi. À đây, u hồn tưởng mất cái thùng gạo chắc khóc quá. Lại lên cấp nữa, ông này đỏ thế. Tướng gột.
hương này, thảo mai này, có kim thân luôn rồi, không sợ nữa. Nào vô đây. Ê trời, vậy mà bà không chết nữa là hơi quê đấy. À rồi, ok, bại mất rồi. Oh yeah, đúng rồi, đánh bại được bại rồi, chứ bại không chết, game này không có người chết rồi. Không chịu là game chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh thì kiểu fantasy. Ai dạ, lính mà láo vậy luôn rồi. Lính mà láo vậy. Rồi đây mà giờ làm sao lên kia dính tướng dưới đây. Ủa mở hết rồi. Ê cà mê. Muốn ô gì cũng được, muốn karaoke còn được mà.
kê, tại nhiệm vụ mình làm cũng không được nhiều, mấy ba cái này nó không mở cho mình, thành ra là chịu thôi, biết sao giờ. 29 luôn mà thiếu một cấp nữa lên 30. Ông này tại mình mới nâng vành ngoài không à. Để coi nè, cây này 7 dòng quá ngon mà lại cấp 20 mới nhục chứ. Ok này được à, mà nó không có may mắn thôi. Ba cái này nó không thương hổ lẫn nhau. Cây này được nè, vừa lửa vừa tử, kéo máu hơi bị đã mà có may mắn luôn, đúng cái cây mình cần. Cây này lửa lôi cũng được. Ok, vậy nâng cho cây màu tím đi. Mình cần cái cây màu tím. Ngọc thì cũng tương đối đấy. Mình trận này quýnh mất 22 phút cho 23 đi. Mình chưa gì mà thấy là 18 nè. 18 mà 26, 26, 35 mà coi như lời rồi. Không cần thêm gì nữa đâu. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.